Sau hàng nhận đồ vệ sinh, chào các bác. Hôm nay em tiếp tục lên sóng một cái chiếc máy là không khí giá bình dân, nhưng mà được rất nhiều các bác ưa chuộng, bán rất là nhanh, giá cả là rất hợp lý, dễ bán. Cái con này em bán có 2,1 triệu thôi các bác nhé. Giá 2,1 triệu cho một chiếc máy lọc không khí Panasonic còn rất là đẹp, màng zin đẹp, trong máy đầy đủ phun tính năng lọc không khí khử mùi bùa, giá cả rất là hợp lý. Diện tích phòng có dùng cho phòng khoảng từ 20 đến 25 m². Con máy hình thức rất là đẹp, có mã là FVXD40 này, công nghệ nano đầy đủ. Đây, các chế độ trên máy đầy đủ các bác nhé. Đây là lọc không khí buồm tự động này. Đây là lọc không khí buồm tự do, riêng ở chế độ này mà không có nước trung bình là máy nó đóng cửa ngay. Chế độ này là lọc không khí tự động thôi, không có buồm. Các tốc độ lọc này, tự động này, yếu, trung bình, cao. Đấy, điều chỉnh cửa vẫy này, bật nano này, bật tắt được cả nano các bác nhé. Đấy, eco này, tự động này. Một con máy khá là đẹp, hình thức trắng trẻo, nguyên bản. Đấy, các bác nào cũng đang có nhu cầu mua máy lọc không khí cho gia đình, các bác cứ lấy những con này cho em ạ. Cái chất máy của bọn này em về lô 10 con rất là đẹp, 10 con đẹp như nhau cả 10 luôn, trắng đẹp nguyên bản. Công suất là 41W các bác nhé, điện 100V thì các bác dùng cho phòng khoảng 20 đến 25 m². Bên trong trắng đẹp rất là mới luôn. Em đã đấu điện 220V sẵn bên trong mình nhé, mình cắm thẳng điện lưới Việt Nam rất là tiện lợi. Bên trong màng rất là đẹp, màng zin, mấy con này toàn màng zin đẹp đấy, zin đẹp quá nhá, rất là trắng đẹp quá nhá, màng zin theo máy luôn, màng than hoạt tính rất là to này, tẩy khử mùi cực hiệu quả. Riêng nói về Daikin thì nó có cái màng than, Panasonic này nói về cái màng than tuyệt vời luôn. Ở đây cũng là một cái cửa lấy gió vào các bác nhé. Đấy, cũng là một cửa lấy gió vào đấy, có điều chỉnh motor vậy ở đấy đấy. Chung là một con máy em đánh giá là với cái tầm tiền 2,1 triệu thì nó là vô địch. Bất chấp mấy cái con sáp ạ, mấy con sáp không bằng này đâu ạ. Bình nước này mà trắng tinh thật này. Khoảng nước này. Màng tàu ẩm rất là mới đẹp này. Cầm bọn này nó nằm ngang, cảm giác là cái độ thấm nước rất là tốt. Đây là cái phao nước. Đây, chỉ 2,1 triệu các bác nhá. Các bác mua về lọc không khí cho gia đình những cái ngày khô như vừa rồi ấy, máy có tính năng là nếu mà các bác mà lắc rung cái là nó tắt ngay này, tắt cái đèn này bật lại. Đấy, các bác lọc không khí và buồm cho những cái ngày khô rất là tiện lợi. Phòng điều hòa mình dùng nhiều nên có cái máy buồn. Em bán giá 2,1 triệu chưa phí vận chuyển. Các bạn sao mua đặt cọc trước 500 nhận hàng thanh toán luôn nhé. Chào các bạn.